Bản tin nóng siêu vắn ngày 2 tháng 8 2021. Tin dịch siêu vắn. Trong ngày 1 tháng 8, cả nước ghi nhận 8.620 ca mắc mới, trong đó 23 ca nhập cảnh và 8.597 ca ghi nhận trong nước. Bản tin dịch sáng ngày 2 tháng 8 ghi nhận 3.201 ca nhiễm mới, trong đó có 3 ca nhập cảnh và 3.198 ca ghi nhận trong nước. Cũng tính đến sáng nay, Việt Nam có 157.507 ca nhiễm, trong đó có 2.265 ca nhập cảnh và 155.242 ca mắc trong nước. Vào tối muộn ngày 1 tháng 8, CDC Hà Nội có báo cáo nhanh về 21 ca bệnh được phát hiện tại công ty thực phẩm Thanh Nga, quận Hai Bà Trưng và là nơi giao hàng cho hàng chục siêu thị lớn ở Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh có thêm 3.493 bệnh nhân COVID-19 xuất viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bắt đầu là 34.639 người. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết thành phố đã cơ bản kiểm soát được các ca lây lan mới, trong đó có sự chung tay đồng hành của người dân thông qua các mô hình tự quản bảo vệ vùng xanh. Hơn 6.000 người dân ở Hạ Long được tiêm vaccine Sinopharm. Bộ Y tế ban hành quy định mới nêu rõ các khái niệm F0, F1, F2 để các địa phương áp dụng trong tình hình mới. Hà Nội yêu cầu người dân không ra khỏi địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách. Sau VNVC với hợp đồng mua 30 triệu liều vaccine AstraZeneca, thì Safarco là công ty thứ hai được cấp phép nhập khẩu vaccine COVID-19. Từ ngày 1 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các tổ tiêm chủng lưu động đến tận nơi làm việc, sinh sống của người dân. Thành phố Thủ Đức là địa phương đầu tiên triển khai hoạt động này. Tin trong nước siêu vắn. Chính phủ yêu cầu giảm giá cước viễn thông. Tổng giám đốc công ty công viên cây xanh Hà Nội bị bắt vì nâng khống giá cây. Trường Đại học Ngoại thương hỗ trợ sinh viên mùa dịch từ 30 đến 100% học phí. Vụ đề xuất 12 thuốc đông y hỗ trợ điều trị COVID-19 yêu cầu kiểm điểm. Gà giá rẻ hơn rong, cá đầy ao, nông dân khóc ròng, doanh nghiệp thì lỗ nặng. Người đàn ông chơi golf ở gầm cầu vượt bị phạt 1 triệu đồng. Đắk Lắk, sầu riêng rụng đầy gốc, rất giá thảm chưa từng thấy. Thành phố Hồ Chí Minh, cảnh sát giao thông phát hiện một shipper mua 5 thẻ Grab giả để đi lại trong 5 quận, huyện. Gia đình 5 người gặp nạn khi đi xe ba gác về quê. Đề xuất miễn tiền thuê nhà trong thời gian phong tỏa, giãn cách. Tin kinh doanh siêu vắn. Chứng khoán tăng mạnh suốt tuần. Thái Tuấn Fashion được định giá hơn 1.900 tỷ đồng. Hơn 29% doanh nghiệp rút khỏi thị trường trong 7 tháng đầu năm là ở Thành phố Hồ Chí Minh. VIB lõi hợp nhất trước thuế là 3.954 tỷ đồng. Tập đoàn Chí Việt báo lợi nhuận 6 tháng đạt 264 tỷ. HHV lợi nhuận ròng 6 tháng tăng cao gấp hơn 5 lần lên 123 tỷ đồng. Vinacafé Biên Hòa báo lợi nhuận 157 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021. Kỳ Lân VNG nắm giữ gần 5.000 tỷ đồng tiền gửi, lợi nhuận ròng 339 tỷ đồng quý 2 cho dù Zalopay vẫn lỗ lớn. Giá cám tăng cao, lợn hơi bị ép giá, còn người nuôi lợn thì lỗ nặng. Bia Hà Nội lại thấm đòn dịch COVID-19. Lợi nhuận bán lốp xe vẫn cao bất chấp giá cao su tăng không phanh. Doanh thu FLC xuống thấp nhất 5 năm, kinh doanh dưới giá vốn dù không còn hợp nhất với Bamboo Airways. Vietjet Air vẫn báo lãi 5 tỷ đồng trong quý 2-2021. Tin khám phá siêu vắn. Thử nghiệm chiếc mũ điều trị ung thư đầu tiên trên thế giới, bệnh nhân đội hàng ngày tại nhà đã thu nhỏ 31% khối u. Phát hiện kho báu hóa thạch kỷ Jura. Google cấm các ứng dụng Sugar Baby. Microsoft phát hành Windows 11 Beta. Osama Bin Laden bị phát hiện do dây phơi quần áo. Thuốc đặc trị COVID-19 bắt đầu nóng lên cuộc đua đặt hàng cho dù thuốc chưa xuất hiện. Toyota Yaris biến thể 2 chỗ ngồi được ra mắt. Nhật Bản đãi các vận động viên Olympic, ngày nào cũng 700 món ăn, có cả phở bò Việt Nam. Tin ý tưởng làm giàu không khó siêu vắn. AC Infinity, tựa game dựa trên blockchain do người Việt phát triển, được người dùng tại nhiều quốc gia châu Á ưa thích vì nó có thể kiếm tiền. Sấu đông lạnh xuất sang Úc, giá bán 300.000 đồng trên một cân. Nhiều loại tiền mã hóa sắp trở nên vô nghĩa. Khởi nghiệp làm homestay ở Đà Lạt, Vũng Tàu trúng mùa dịch, vỡ mộng làm giàu. Lỗ sấp mặt vì bán bất động sản ngấm đòn dịch COVID, nhà đầu tư tiếp tục hoang mang khi dự báo thị trường cuối năm có nhiều u ám. Tin giải trí thể thao siêu vắn. Vận động viên Ý thay Usain Bolt sở hữu huy chương vàng 100m Olympic. Võ sĩ người Pháp ngồi 45 phút trên võ đài sau khi bị xử thua. PSG khởi đầu mùa giải mới bằng thất bại ở siêu cúp Pháp. Vận động viên Điền Kinh đoàn Belarus bỏ dở Olympic xin tị nạn ở Đức. Lan Quách vào vòng bán kết Olympic là vận động viên châu Á duy nhất lọt vào vòng này.
tin mạng siêu vắn. Dân mạng tranh luận về một công ty thành phố Hồ Chí Minh nhập khẩu vaccine Trung Quốc về, còn nhiều người thì nhầm lẫn tưởng đó là vaccine do Bộ Y tế phân bổ. Dân lái xe container sốt trò lùi xe pha cốc trà liệm tròn, còn dân lái máy xúc thì sốt trò lấy gò múc vuốt tóc cô gái. Cô tiên gây sốt khi đi dép lê, cầm cả tập 500.000 đồng phát cho người dân đi xe máy về quê trên quốc lộ 1A. Tranh cãi, biên tập viên của VTV ví von não người não thú để cà khịa trong những trường hợp vi phạm quy định giãn cách. Tin thế giới siêu vắng. Tuần giao dịch điên rồ khiến cho nhà đầu tư thế giới mất đi 1.000 tỷ đô la Mỹ vì Trung Quốc. Samsung vượt qua Intel trở thành nhà sản xuất chip số 1 thế giới. Nhiều quốc gia thay đổi chiến lược tiêm vaccine, chạy đua với biến chủng Delta. Pfizer, Moderna tăng giá vaccine ở châu Âu. Hai co-founder của Google bán 1 tỷ đô la Mỹ cổ phiếu. Lợi nhuận chạm trọt mới, Galaxy vượt 1.000 tỷ đồng trong quý 2 bất chấp đại dịch. Người dân Tokyo chen chúc nhau đi xem Olympic giữa tình trạng khẩn cấp. Nhật Bản thử nghiệm thuốc cho bệnh nhân COVID-19 cách ly tại nhà. Bản tin nóng siêu ngắn, tin tổng hợp siêu nhanh siêu ngắn phát lúc 7 giờ sáng hàng ngày. Hãy dành vài phút nghe đọc để biết thế giới xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Quý vị thấy bản tin hấp dẫn thì like và comment ủng hộ thêm bản tin bằng cách theo dõi các kênh podcast và YouTube nhé.